Hôm nay mình sẽ làm video mở cái túi phóng phi tiêu. Giá của nó là 40 mấy nghìn đó, 45 hay 43 vậy. Có 4 cái phi tiêu kèm theo. Có mặt sau nữa nè. Lúc mình đặt mua tưởng cái trước gì có mặt này đây chứ. Mặt sau thì đẹp hơn. Cái này nó bị lỗi các bạn. Này bị sụp rồi nè. Giờ lên đóng nè. Giống như nói chung là bị cái miếng ván nó bị gãy á. Rồi, để mở ra xem cái này nè. Cái phi tiêu hai màu xanh, hai màu đỏ, có cái bọc nhựa đầu để cho khỏi đâm rỗng, khỏi đâm trong cái bao bì cũng như khi vận chuyển. Cái này vặn ra được nè, giống như quả ốc thôi, giống như là cái đầu này nhọn nó như vậy, nhưng mà không có cái nhọn lắm nha, nhọn đủ để phóng ghim vào cái bản thôi, chứ nó sao không có nhọn như cái kim may đồ đâu. Bốn cái hơi lỏng mình để mình vặn lại luôn nha. Cái chỗ này nó hơi bị bong ra nè, cái miếng này bằng nhôm không đi là đứt tay á, mình sẽ đẩy nó vô lại. Cái này lúc nãy nó bị vậy nè các bạn, nó sụp lên sụp xuống á, thấy không? Giờ đẩy xuống hả, dùng cũng được rồi, đẹp lại như cũ. Trên này có cái móc để treo lên tường. Đặt treo lên ngoài cái cây hoặc ở đâu á, bạn thích treo là treo. Nếu mà nhà bạn có cái vườn á thì treo ngoài vườn phóng cho nó mát mẻ. Rồi, cái này là giống như là giấy ép vậy các bạn. Giấy tái chế mà người ta ép cứng lại. Cái đúc chính giữa đây thì hơi xấu nha. Ở ngoài thì nó bọc bằng cái miếng kim loại sắt cũng khá ok đấy. Rồi mình sẽ phóng thử như thế nào. Ui dạ, dở quá. Thử khác. Ok. Ui trời. Lần đầu phóng phi tiêu. Lúc trước mình định mua rồi nhưng mà không dám mua. Tại vì mua vậy thấy phí, nhưng mà giờ mua chung mấy đồ khác nên mua luôn. Dạ. Này tại vì mình ngồi gần á, nó ngồi bị chéo góc á, mình phóng nó bị lệch này nè. Chứ nếu các bạn đứng xa và đứng thẳng hàng phóng là không bị lệch đây đâu. Chờ.
14 điểm. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Cái này 43.000, chưa tính tiền ship về. Này mua trên Shopee, trên Lazada chắc vậy thôi. Rồi, cảm ơn mọi người.